cây một thân, một thân lên độ 4 phân để thoát thân. À, mới về cái vùi gốc nó đi để giữ độ ẩm cho nó cao. Đường kính thân phụ kia nó 40, một nhánh là 40, một nhánh là 39. Cây này thì nguyên bản cao khoảng 4 mét.